Bà Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về máy massage rung ha, dây đai. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng máy có nhiều giá, từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dòng máy này. Đây là đai massage Happy ha. Giá bán đi trên hộp là 1.700.000. Cái dòng máy massage này để mình có thể làm giảm mỡ, ví dụ mình đeo ở bụng nè để giảm mỡ bụng, giảm mỡ đùi, hoặc là mình đeo ở trên vai để mình có thể massage thư giãn. Đây là một cục nguồn điện 220 ha, đây là điện 220, điện áp ra là 12V, nó khá an toàn ha. Rồi đây là một cái đây massage rồi, nặng ha. Bên trong mình cũng có một cái hướng dẫn sử dụng nữa. Rồi, đây hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Mình thử mình kéo cái dây đai, nó khá là dài nè. Thay vì á, cái motor rung á, nó nằm ở trên cái dây đai, nhưng những dòng máy khác thì ở đây nó sẽ nằm trên một cái cụm như thế này. Thì mình nghĩ cái độ bền nó sẽ cứng hơn, tốt hơn. Rồi, khi chúng ta cắm điện vào chỗ này ha, máy nó sẽ kêu một tiếng bíp. Đây, và có một cái đèn chờ ở chỗ này. Đó, là điện, đang có điện nè. Rồi. Và khi mình bấm vào nút nguồn thì nó sẽ mở chức năng chờ lên. Các đèn đang sáng. Rồi, trên đây là cái nút bàn xoay ha. Mình thử mình bấm vào. Đây, bên dưới nè, nó có một cái dĩa xay và một cái đèn hồng ngoại, nó làm nóng nè. Cái đĩa xay 360 độ. Nếu mà khi mình đeo vào và khi rung á, mà mình bấm luôn cái bàn xay nữa thì nó sẽ kích thích rất là nhiều. Rồi. Rồi, ví dụ giống như mình chọn chế độ thủ công thì nó sẽ có 4 chức năng, bấm vào đây. Đó, nó rung nhẹ ha. Nó sẽ rung nhẹ nè. Đó, cái bàn xay không hoạt động, nó rung nhẹ. Rồi. Mình cho bàn xay cùng hoạt động nè. Hai đèn đang sáng. Nút nguồn đang mở nè, bàn xay hoạt động nè. Và chức năng đang rung nhẹ nè. Là chúng ta thấy ha. Đó, cái tay của Hoàng Sơn nó đang rung nè. Mình có thể để trên đùi, trên vai, trên tay, chỗ nào mà mình cảm thấy muốn massage đó. Còn không mình muốn tan mở thì mình đeo vào như bụng. Rồi bây giờ mình sẽ tăng số 2. Nó sẽ rung hơn ha. Rung hơn đây. Nhà mình thấy cái tay rung nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử số 3. Rung mạnh hơn. Bà con mình cũng có thể nghe được cái tiếng rung của nó nè ha. Cái máy này thì nó được thiết kế tích hợp tất cả cái máy rung nằm ở trên một khối như thế này nè. Thì cái độ bền nó sẽ cao hơn. Mình sẽ không có sợ bị đứt dây ha. Và nó sẽ an toàn về điện hơn. Mình thử cái nữa. Đó, vị trí số 4, rất là tê luôn. Quá mạnh luôn. Tê tay đây. Rồi, mình sẽ bấm hoặc là mình muốn xay không cũng được nè ha. Nếu mình không muốn rung thì mình muốn xoa nhẹ và có cái đèn hồng ngoại để nó làm nóng để tan mỡ nè. Rồi, mình sẽ tắt cái bàn xay. Còn chế độ auto nè. Bây giờ khi mình tắt thì nó đang ở chức năng chờ. Chế độ auto nó sẽ rung trái phải mình sẽ nâng cầm trái phải và nhanh chậm liên tục. Rồi các bạn xay nó cũng xay nữa, nó là chế độ tự động. Nào. Bà con mình nghe cái tiếng là biết ha, trái phải và rung kích thích liên tục. Rồi này là chế độ massage nè, mạnh nè. Thứ hai là chế độ massage nhẹ hơn chút. Đó, nó cũng nhiều chế độ rung khác nhau. Rồi, thử cái nữa. Cái này thì nhẹ nhàng hơn. Chức năng tự động thứ ba. Rồi, cả nhà mình thấy cái máy này nó cũng khá là gọn. Tất cả máy nó đều tích hợp trong một khối này. Rồi, bên đây là một cái dây đai được dính chặt ở trên máy. Ha. Và một cái dây đai nó khá là dài. Sau đó mình sẽ cho vào bên trong cái vòng này.
ví dụ mình bó vào vào vào, vào vai nè ha. Cái dây này á, thì mình thấy mình có thể giặt được cũng được, nó sẽ không có dây điện trong đây, mình nếu mà cảm thấy nó quá dơ thì mình có thể giặt được nè ha. Mình chừa cái bộ phận máy này ra, mình có thể giặt nhẹ nhàng ở chỗ này. Và ở trên đây mình sẽ có hai cái motor rung nằm ở đây và một cái bàn xoay nó nằm trên đây ha, và các nút điều khiển nằm trực tiếp trên đây luôn. Rồi bây giờ mình thử nha. Rồi chúng ta ví dụ mình quấn vào bụng nè, cái dây này khá là dài, nó sẽ phù hợp với nhiều người, mình quấn cho nó thoải mái. Rồi thì ở đây á mình sẽ có một cái chức năng là tự động ha, và một chức năng là điều khiển bằng bằng thủ công. Ví dụ giống như là nó có bốn chức năng, từ nhẹ tăng lên mạnh, và một chức năng này tự động thì nó sẽ có ba chức năng tự động. Một á, là massage mạnh, hai là rung massage thư giãn, và thứ ba là nhẹ nhàng ha. Và ở đây là cái bàn xoay, mình có thể bấm để xoay. Bây giờ mình sẽ mở auto nè, mình mở nguồn lên. Rồi khi mà các đèn nó sáng, nó cùng chớp như vậy nè, là nó đang ở vị trí chờ ha. Rồi mình thử nha, bấm chế độ auto. Auto thì nó sẽ có nhiều chức năng kích thích, nó làm trái phải, khá thú vị ha. Máy cũng khá là mạnh. Rồi nếu vậy thì mình sẽ chuyển thử chế độ thứ hai. Chế độ thứ hai thì nó massage tự động, nó rung đều, hoặc là áo mỏng mỏng như vậy, để mồ hôi mình ra nó thể dính lên áo thì mình có thể bảo quản được cái này sạch hơn, tốt hơn ha. Ví dụ mình quấn trên vai nè, hoặc là ở trên bụng ha, mình mặc cái áo mỏng mỏng cho nó thoải mái và nó có thể làm sạch được dây đai. Còn nếu mà trường hợp mà dây đai dơ á, mình đừng có để cái này nó thấm nước, mình chừa nó ra, mình cũng có thể giặt đơn giản ở bên đây. Cái dây này nó không có sợ bị tróc vỏ giống như những cái dòng mà dây giả da ha. Hôm nay mình cũng thấy khá thú vị với dòng máy này, rất là mạnh mẽ luôn, nó có nhiều chức năng từ nhẹ đến mạnh. Hôm nay tham khảo cùng ở nhà mình cho vui. Nếu mà cảm thấy hữu ích thì bà con mình nhớ đăng ký kênh nha, và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi và chuẩn bị xem những video tiếp theo về các thiết bị y tế. Tạm biệt và hẹn gặp lại.